Một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai, mặt kính phía trên màu đen ánh kim tuyến lấp lánh này, bo lửa bằng đồng nguyên khối và có các tính năng chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu. Có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt các chế độ cảm biến chống cháy nồi đi, có chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động. Cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160-180 đến 200, đồng hồ hẹn giờ của lò nướng 2 tầng lửa. Một chiếc bếp rất là đẹp đến từ thương hiệu Zinai. Quý anh chị đang xem bếp trên kênh YouTube Shop Hiếu Nhật Bãi. Quý anh chị xem bếp thấy bếp đẹp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt thích. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Trong video này thì em đang chia sẻ đến quý anh chị chiếc bếp Zinai mặt kính full tính năng. Bếp Nhật thì sở hữu các cái tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, nước trào này, nước cạn này, gió thổi, tức là khi các bác kho cá, kho thịt, luộc ngô, luộc khoai mà không có tại vị trí bếp thì bếp cũng sẽ tự động tắt lửa trong trường hợp nước cạn này. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn, vô cùng an toàn. Có 3 chống cháy nồi này, chống cháy thức ăn và chống cháy nổ hiệu quả. Thì cái chiếc bếp Zinai này sở hữu một chiếc bếp mặt kính ánh kim tuyến rất là đẹp, mặt màu đen phía trên các bác nhé. Dễ dàng vệ sinh này, dễ lau chùi. Các bác không có bị cháy xước, cũng không có bị oxy hóa. Bo lửa bằng đồng nguyên khối này, bo lửa bằng đồng các bác nhé. Đây, bo lửa bằng đồng rất là đẹp luôn. Đây, bo lửa bằng đồng này. Các cái chia lửa của nó thì đang còn vuông thành đứng cạnh nhá, không có bị gãy một cái chiếc răng cưa nào. Cái tim cảm biến nhô lên như thế này, chạm đáy nồi này, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa. Và 250 độ C thì tắt lửa khóa ga. Cái này là thủy ngân chống trào này, nước trào ra vào cái họng bếp và cái cảm biến thủy ngân này thì bếp sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong cũng sẽ khóa ga luôn nhá. Em đã chia sẻ là tất cả mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Kim đánh lửa màu trắng này, do là bếp sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái của bếp, ở bên này nhá. Mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin mới. Mình có pin để mình test bếp lúc nhận hàng và sử dụng trong thời gian đầu. Còn hết pin thì các bác có thể mua ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện dân dụng sẽ có. Chỉ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin và sẽ sử dụng được lâu hay không là do nhà mình dùng nhiều hay ít nhá. Chiếc bếp Zinai này thì có điều đặc biệt, đấy là có các tính năng thông minh khác, ví dụ như là chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo này, rất là tiện lợi. Và có thêm cái bảng điều khiển đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu, tối đa được là 90 phút và tối thiểu là 1 phút. Cộng là tăng, giảm là trừ, các bác muốn hẹn giờ thì cứ nhấn vào đây là được. Đấy, ví dụ như là hết thời gian thì đồng hồ nó sẽ đếm ngược. Ví dụ như là các bác hẹn 15 giây thì nó sẽ đếm ngược xuống 14, 13, 12 giây. Một cái đồng hồ đếm ngược như thế rất là tiện lợi. Trong trường hợp các bác mà không có tại vị trí nấu thì cứ nấu bình thường. Cứ để lửa như thế thì hết thời gian bếp sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và bên này, bếp bên phải bên này thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động. Có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Chiên rán, chiên xào mà không bị lửa ngắt. Ví dụ như là xào rau muống này, xào thịt bò hoặc là rang lạc thì mình có thể dùng cái phím 3S này. Đồng hồ hẹn giờ của lò nướng các bác nhá. Đồng hồ hẹn giờ của lò nướng này, lò nướng là cộng là tăng này, giảm là trừ. Chiếc này thì khay nướng 2 tầng lửa, lò nướng 2 tầng lửa. Điều đặc biệt là 2 tầng lửa thì sẽ không cần phải lật lên lật xuống, lật trái lật phải làm gì các bác nhá. Mình để thế mình nướng thôi, mình căn ke thời gian là được. Khay nướng thì sẽ có 2 phần, một phần là vị nướng phía trên, hai là khay nướng ở dưới. Thì các bác muốn nướng ở trên cũng được, muốn nướng ở dưới cũng được, tùy vào thực phẩm mình lựa chọn nhé. Có thể tháo ra này, có thể tháo ra rút vào. Thì giống như một cái chiếc lò nướng riêng biệt, bên trên mình nấu, bên dưới mình nướng. Tiết kiệm cho chị em phụ nữ một cái khoảng không gian thời gian, có thể có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, làm những cái việc khác. Và đặc biệt là có thể chế biến, thay đổi cái khẩu vị món ăn hàng ngày cho gia đình, trở nên phong phú và đa dạng hơn ạ. Ưu điểm của những cái dòng bếp Zinai phím đề như thế này là có khóa trẻ em ở dưới này. Các bác không dùng thì gạt sang thì sẽ không nhấn được nhá. Đây, như thế này các bác này. Đó, có khóa trẻ em an toàn ở đây dưới nhá. Chiếc bếp nào, đây, chiếc bếp phím đề nào cũng có. Đấy là dòng có khóa trẻ em ở dưới nhá. Và nhà em 100% bếp thì đã bo lưới chống chuột ở phía dưới rồi này. Đấy, một xanh xanh là lưới chống chuột này. Không có lo là con gì nó chui giúp nó làm tổ bên trong. Không có lo là nó cắn dây điện hay là như thế nào đâu các bác nhá. Đấy, cái phần phía trên này chính là cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới này. Một chiếc bếp vô cùng xuất sắc luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Bếp nhà em cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chiếc bếp Zinai mặt kính thành vách còn rất là mới này, chưa có cấn móp, chưa có bếp mà bóp méo, không có hoen gì ở đâu. Hình thức bếp còn rất là đẹp nhá. Zinai mặt kính màu đen, chiếc này em bán với giá 4 triệu đồng bao ship.
bảo hành 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn ạ. Chia sẻ với các bác một chiếc bếp nữa. Chiếc này thì là cái phân khúc cao cấp nhất của dòng Zinai, dòng Zinai mật gãy GTS65. Đây, những cái dòng như thế này được gọi là dòng Zinai mật gãy này. Phần cái thân của nó gãy một chút, đấy là cái phiên bản cao cấp nhất. Chiếc bếp này là một chiếc bếp full tính năng, mặt kính ánh kim tuyến màu trắng tinh khôi nhá. Bo viền bằng inox 304 rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, bo viền bằng inox 304 rất là đẹp. Bo lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Tim cảm biến chạm đáy nồi này. Cái chiếc này gì chức năng nó cũng tương tự giống như cái chiếc kia thôi. Thì em sẽ quay chi tiết của các cái chi tiết của bếp để các bác xem nhá. Kim đánh lửa màu trắng này, thủy ngân chống trào này, tim cảm biến này, kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn này. Em màu trắng tinh khôi nhá. Thành vách bên trái bên phải đây các bác, quay cận cảnh cho các bác xem nhá. Đây, các chế độ như là nấu cơm này, hẹn giờ bếp nấu bên trái này, chế độ phím 3S này, chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động này, cài đặt được nhiệt độ chiên rán này, 160, 180, 200 này, và bảng điều khiển điện tử của lò nướng. Các bác bật bếp ở đây giúp em nhá. Đây, các bác bật bếp ở đây giúp em. Bên này cũng tương tự như thế, bên là biểu tượng của bếp nướng này. Hai cái bếp này là của lò nướng các bác nhá, bếp nấu bên trên ạ. Đây, dòng Zinai mật gãy này, nội thất lò nướng rất là đẹp luôn các bác nhá. Chiếc bếp Zinai màu trắng tinh khôi. Chiếc bếp Zinai màu trắng tinh khôi dòng Zinai mặt gãy GTS65. Chiếc này thì em bán với giá 7,8 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn ạ. Cái chiếc này thì là chắc là em giới thiệu qua thôi vì phân khúc nó cao cấp nhiều nên là nhiều khi nó cũng hơi kén khách. Đấy, còn cái mẫu này thì em bán được nhiều các bác này. Mẫu này em bán giá thành bình dân và full tính năng luôn. Nên là hai mẫu giới thiệu với các bác trong video ngày hôm nay. Đấy, bác nào mà ưng mẫu nào thì có thể kết nối với em nhé. Ngoài ra thì nhà em có rất là nhiều bếp sẵn tại kho. Cái chiếc bếp mặt men dòng cơ bản này, dòng độ bền cao này, rất là nhiều mẫu đang sẵn hàng có tại kho rồi. Nên là quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn tìm hiểu về bếp Nhật, muốn tư vấn chọn mẫu thì mọi người có thể kết nối với em. Số điện thoại của em thì chạy suốt hành trình của video. Và kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa nhá. Ở gần nhà em thì có thể qua nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Còn ai ở xa thì em gửi hàng bao ship, vận chuyển miễn phí, có cọc nhẹ, đi đơn các bác nhá. Để bác nào mà có nhu cầu thì kết nối giúp em nha. Rồi, em cảm ơn mọi người đã đón xem video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.